KFC không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Ok, hôm nay em đi chợ nhá Nộp. Ok anh ơi. Em mua rau anh một cá nhá. Để em lựa rau nhá. Đây xe đâu là nhảy. Trời làm sao anh có thể đứng ở đây. Hồi đó anh chỉ biết đi lên mạng để làm mà. Vậy cho anh hỏi rapper nào có nhiều máu hơn anh. Nó xe đâu là nhảy. Làm sao anh có thể đứng ở đây nếu tất cả chặng đường này chỉ toàn là may mắn, thì làm sao ngày hôm nay anh có thể đứng ở đây. Họ nói anh bỏ học để theo rap, anh cho xem bằng cử nhân, họ lại bảo là anh ghép. Họ nói thân thiện khi gặp mặt nhưng về nhà họ lại bảo ui ông anh này chẳng phết. Họ nói thiếu gia nhà tài phiệt, anh cho xem một số dư lại kêu là anh phết. Họ tin những gì họ muốn tin dù đã nhìn thấy sự thật rõ nét. Anh biết là điều đó khó uốn nắn lắm nên anh chỉ cần sống đúng đắn cứng rắn. Anh không có chứng minh với bất kỳ ai, thay vào đó là anh sống xứng đáng với chính mình. Đây là tôi anh ơi, cơ bản và giản đơn nó khiến cho cuộc sống mình được trở nên đơn giản hơn. Vì thế ta đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, ta còn phải đối diện với hàng trăm điều thật mỹ miều. Yeah yeah. Thứ duy nhất anh ghét bây giờ là get out of the hood. Thứ hai là thứ anh ghét cho nên anh chỉ yêu thứ bảy và chủ nhật. Thứ anh trách bây giờ là trách nhiệm với thân mình thật tốt. Và thứ mà trong cái nghệ thuật mà bọn anh theo đuổi đấy chính là niềm vui. Vui anh em mình vui, vui là được. Vui 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 thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi, vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Nhằm chơi được thì chơi, không chơi thì thôi bọn anh. A, B, C, D, E không ép. A, B, C, D, E không ép. Thích kỷ nhích là thích kỷ, say yes. Không thích anh say no. Không có ích với anh say no. Không tích cực với anh say no. Sạch về một túi tiền to to. Để mà nói với mama là cứ để cho con lo. Thích được làm những điều hay ho. Thả vì nhớ mày trong thân phòng vì như tiếp tục và âu lo. Được không anh? Quá được luôn em. Mỗi khi anh xuất hiện là phải nép sang bên. Bởi vì ở đâu cần thì anh luôn có. Còn ở đâu khó thì có anh đây. Ok anh thích thế đấy. Ok em cũng ngứa đó. Trông say sỏi phê đấy. Vui mấy cái đầu đi em làm như cơm bữa. Thắt dây an toàn đi vì chuyên mục hay đằng sau đây còn nữa. Thắt dây an toàn vỗ đi bởi vì chuyện bay đi ông làm nó nghe chưa. Anh nghĩ mình cũng cười duyên rap hay hài giò mà chưa nổi tiếng. Họ nói em sướng như tiên, họ đâu nào biết ngày đêm khổ luyện. Riêng tính mình không nhiều chuyện, chỉ tập trung việc của mình mà thôi. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi, mình là mình thích mình vui là vui. Vui, vui anh em mình vui, vui là được. Vui, vui vui thôi đừng vui quá là được. Vui lan tỏa mọi nơi, vui lan tỏa mọi người. Vui vui anh em mình. Realistic và Gina. Wow. Một bài thi cực kỳ thú vị. Flow thông minh, kết hợp thông minh, chặt chẽ. Uy tín không? Vui là được mà có vui không? Rồi. Vui, bình thường. Thật sự là vote ai cũng được. Nhưng mọi người vui là được là vui mình là đã được. Thành công rồi. Sir. Ê, cái đội này giàu mấy em ơi. Đầu tư cảnh trí gì mà đẹp dữ vậy trời. Thực ra là bọn em đầu tư như này nhưng mà cũng chỉ để tặng cho anh. Chỉ để tặng cho anh. Cảm ơn em. Vì những nỗ lực anh đã giúp cho rap Việt. Ba mươi mấy năm trong cuộc đời là riêng tôi nhận hoa hồng từ một người đàn ông. Em xin phép anh Thành trước là em xin được tặng chị Su Boy. Đúng rồi. Chị là viên của em. Cảm ơn chị Su. Ok, mình nói một chút về cái bài thi này, phải nói là quá thông minh. Cái cách tụi em đưa qua đưa lại, nhất là cái đoạn mà bạn này một chữ, bạn kia một chữ, nó là cái punchline của tụi em. Và tụi em làm được rất là nhiều những cái điểm đặc biệt trong cái bài này, rất là thú vị. Có một sự thật là Ginop thì ở Huế, còn em thì ở Sài Gòn. Thực sự là bọn em cũng không nghĩ là bọn em có thể hoàn thành xong được bài hát này và có mặt ở đây ngày hôm nay. Em và anh Will
không khác gì là người yêu. 5 ngày liên tục. Mỗi lần 4 đến 5 tiếng gọi nói chuyện với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên em thử sức xây dựng một cái bài hát theo một cái cấu trúc là đối đáp như thế này. Thì ở thời điểm bắt đầu lúc nhận đề bài của chị Su là vui là được. Lúc đấy em mới quay sang Gino, em hỏi là em có tin anh không? Em tin anh. Và thế là kiểu bọn em bắt đầu ngồi phân tích ra là ok, em sẽ xây dựng một cái câu chuyện rằng là hai cậu bạn hip hop đi chợ cùng với nhau. Nhưng mà khi mà bọn em đi vào chợ thì mọi người đều có những cái định kiến, tại vì bọn em nhìn cũng không giống những người đi chợ bình thường. Sau đó thì mọi người khi tiếp xúc với em và Zinop thì mọi người sẽ cảm nhận được bọn em cũng đi chợ và em làm những công việc như những người bình thường. Và những cái điều mình làm nó có ích cho xã hội và nó vui là được. Từ đó là những cô chú, những anh chị bán hàng ở ngoài chợ, mọi người có một cái nhìn khác về bọn em. Đây là cũng là cái thông điệp chung của bài hát Vui là Cảm được. Cảm ơn thông điệp của tụi em. Có đúng vậy không DJ? Dạ vâng ạ, em rất là đồng tình. Thật ra là em cực kỳ thích cái lyrics của hai bạn luôn. Nó đưa ra rất là nhiều ví dụ mà nó so sánh rất là hay. Em đồng cảm rất là nhiều, nhất là cái câu nói anh bỏ học để theo rap, anh cho xem bằng cử nhân rồi lại bảo là anh ghép. Cực kỳ tinh tế, thực sự là không có gì để chê hết. Cái mà em rất là thích từ hai bạn đó là cái sự ăn ý với nhau ấy. Không biết có cách nào để cho hai bạn cùng nhau đi tiếp chứ không thể nào tách rời hai con người ra được. Nhất là khi mà cái hook mà mỗi người nói một chữ ấy, đi đâu làm gì bao với ai như nào đưa mình vui là được. Mà nó nghe như là một cái melody hay thật đó, thật sự luôn. Dạ yeah. Biết anh nghĩ cái bài này em thích. Chắc chắn là em rất thích bài này. Là em có nghe mấy sinh của em đi tập bảo là ui ôi, team chị Su có anh Realistic với cả anh Chinop có bài á, mỗi người một câu hay lắm. Một chữ. À mỗi người một chữ hay lắm. Thế là hôm nay em mới được chứng kiến cái năng lượng này, nó quá tuyệt vời. Không biết là phải nhận xét như nào, tại vì là như kiểu hai người này là một ấy. Kết hợp rồi đưa đẩy cho nhau trên một con beat rồi đoạn cuối mọi người rất là sung và sân khấu các thứ. Nói chung là cái bài mở màn của team Suboy hôm nay anh thấy là mười điểm. Mười điểm. Đó đấy ạ. Cả Đức em cười cái gì? Em thấy bài dễ thương, mọi người dễ thương hả? Cười anh. Em cực kỳ thích cái chủ đề này của hai bạn. Cách hai bạn kết hợp, cách xây dựng lyric, bố cục bài và kể cái cách ăn ý với nhau. Nó vừa có tính giải trí mà nó vừa có những câu mà khiến cho người ta suy nghĩ nữa. Nãy giờ cũng cố bới lông tìm vết đó, nhưng mà chưa kiếm được gì để chê anh. Em thấy hai bạn rất tin vào những gì các bạn làm. Nói chung là Uy với Tính đỉnh, Tiêm Su đỉnh. Mời Hiếu, em thích thông điệp hay em thích trang phục, hay em thích concept, hay em thích âm nhạc? Thích hết được không anh? Ok. Kiểu bây giờ khó chọn á, tại vì đầu tiên là em phải gửi một cái lời rất là nể phục chị Suboy, bởi vì chị Suboy ghép cặp hai bạn này vào rất rất hợp luôn. Bình thường á, mình sẽ thấy là những cái pha đối đáp với nhau nó sẽ nằm ở một cái đoạn của bài thôi. Và nếu mà muốn viết mà full bài đối đáp như vậy thì bắt buộc là hai người phải rất hợp, phải ngồi chung với nhau mới viết được. Đấy, mà bây giờ bạn video call qua thì rất là nể phục. Cái phần thứ hai là phải shout out tới lại Pixel Neko, bởi vì quăng cho một con beat nó rất là dí dỏm, nó rất là hợp với lại tính cách của cả hai người. Nhưng mà những cái câu lyrics lại rất là sâu, rất là có sức nặng. Mình biết bạn Realistic rất là lâu rồi, không có lạ gì cái trình độ rap của bạn nữa. Nhưng mà hôm nay thì rất là bất ngờ với lại Ginop. Thật sự thì mình biết Ginop với một cái tên là David Nộp. À cảm ơn anh. Dạ, cái content của bạn rất là nhiều. Tới mức mà hồi nãy là Ginop là cosplay Eric, có một cái đoạn là không thích anh say, no. Không có ích với anh say, no. Không tích cực với anh say, no. 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 Bạn đặt để rất là hay, làm cho người nghe lúc nào cũng cuốn hút vào cái verse của bạn. Một cái bài thi rất là hay, tuyệt vời. Bạn này á là content creator, đủ thứ concept ở trong con người này trơn á, đó nhiều trò lắm. Anh Thái, em thấy bữa nay anh bị đẹp trai đó nha. How to support Sue's team, you know? Tự nhiên cái tới em gái anh cái tự nhiên anh thành công tử Bạc Liêu. Anh thấy sao ạ? Tại Tính Thành trọng anh cuối hoài, so everybody nói hết rồi. Mày nói em mời anh đầu tiên, ok. Number 2 or 3 is okay, you know. Okay. But anyways, anh đồng ý là B-Ray, this is how you start the show, Sue. That shit was crazy, and I, anh nổi da gà, like, nguyên bài luôn, bro. The way I'm rap, nói bài nói lại, you guys look like a group that's been together for a long time, and you guys just started. So, you know, much respect to you guys, bro. Realistic, I'm glad you didn't give up. Just keep going, bro. Today, I see you, bro. You know what I'm saying? You too, G. Now, both of you guys are dope. Thank you, anh Thái. Thank you, bro. Anh Suy, anh Suy chưa? Thì bây giờ cười tuét tuét. Ê, bây giờ rất sexy mà đến vô cái chợ này là hợp luôn á chứ. Mà cái áo đó. Anh này. Anh Thành ba người đứng đó nhìn giống như trẻ khóc bạch vậy đó. Ồ vậy hả?
Trời ơi. Quý Phong. Thực ra thì cảm ơn Suboy là một đã nhìn thấy sự trào phúng của hai em này. Willistic, từ ngày xưa bây giờ cái cách khai thác content của bạn ấy đã rất tốt rồi, mà còn gặp David Nộp nữa thì thôi, công phá toàn năng về content này, về cách khai thác và về cách làm khó giám khảo trên này. Em sẽ khen, để ra một lời khen anh. Khen chứ, khen sự khó khăn của anh là niềm vui của em mà. Bình thường thà chia mỗi đứa một khuôn thì mình còn dễ chấm, nhưng mà đây mỗi đứa một câu. Đấy, chia đều tới mức độ mỗi đứa một chữ nữa chứ. Khuôn em làm nào bây giờ? Đây, để tôi giúp bạn. Yeah. Kết quả bình chọn từ khán giả. Willistic 62%, Genop 38%. Su nhận xét như thế nào về hai học trò của mình ạ? Chị rất là tự hào về hai em. Thật sự hôm nay tụi em đứng lên đây nó rất là khác với cái ngày đầu mình gặp. Will là một cái người vượt khó, cái đường của bạn có rất là nhiều chông gai thì mới đứng ở đây trên cái sân khấu ngày hôm nay. Thật sự là không có dễ dàng với Will. Will đã thử đi thử lại để thi rap Việt cho cả 4 mùa. Và Gino, bạn là một người dân tộc và sống ở Huế thì luôn luôn trong cuộc sống có những cái khó khăn. Em lại làm ra content rồi em muốn mọi người vui, tại vì đầu tiên nó sẽ làm em vui trước cái đã. Thật sự là rất khâm phục. Và Will là cái người mà khi nhận được đề bài này cùng làm với Gino thì em rất là chủ động để đưa ra những cái vấn đề và em rất là chủ động để lead Gino trong cái bài này. Và hôm nay Gino thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Em cảm ơn chị Su. Em rất là cảm ơn chị Su vì đã chọn em làm việc với Gino. Gino và em làm việc mọi thứ cũng rất là trơn tru luôn. Và em rất là biết ơn cái cơ hội này chị Su dành cho em, và em cũng rất là cảm ơn Gino đã tin tưởng anh. I love you too. Yeah. Yeah. Mình nghe cái bài hát thì mình thấy hai bạn này rất là tích cực, đúng không ạ? Mình nhưng mà họ cũng sẽ có những cái khó khăn trong cuộc sống của họ, và đúng như Su Boy nói, miễn vui là được. Mình bị chuyện gì đó, mình hãy mang cái tinh thần tích cực đến cho mọi người. Thành nghĩ là cái tinh thần đó là một cái tinh thần mà tất cả chúng ta đều nên hướng đến. Và bây giờ để giúp Justa Suy một tay nha, B-Ray, mời em chọn. Em chọn Willistic ạ. Một phiếu cho Willistic. Carrick, em nghĩ em sẽ dành cái vote của em cho một người mới để họ có cơ hội nhiều hơn. Em dành Ginop. Em cảm ơn anh. Cảm ơn Carrick. Mời Big. Thật ra cái cá tính của cả hai bạn này đều là cái màu sắc mà em rất là thích, nhưng mà em sẽ nghiêng nhiều hơn về Willistic. Willistic, hai phiếu. Phiếu thứ hai. Thật sự thì cả hai đều giỏi, cũng rất là khó chọn, nên là cái này là hơi theo cảm tính một chút xíu, nghĩa là mình rất là muốn thấy Ginop thể hiện được nhiều hơn. Hai phiếu Ginop, hai phiếu Willistic. Anh Thái. But you guys are like this, you know what I'm saying? You guys are a good team, nhưng mà anh sẽ chọn Willistic. Willistic. Yeah. My Justa Suy, bạn cho tôi biết ai sẽ là người đi tiếp. Thì anh rất là trân trọng cái content các em làm. Tại vì anh cũng là một người rất yêu thích làm content, tỉa thêm những cái hoa lá cành cho cuộc sống vui vẻ, tích cực. Có như nào nữa thì cứ qua anh em mình cùng làm content. Và bây giờ kết quả là Willistic. Willistic. Xin chúc mừng Willistic. Willistic. Chúng ta sẽ gặp lại Ginop trong vòng A-Bar. Chúc em thành công nha, cố lên. Good job. Cố gắng gặp lại anh trai của mình nha. Ok. Rap Việt 2024, 20 giờ thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion.